Lời nói đầu tiên cho Hiếu gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái video hôm nay. Trong cái video hôm nay rất là đặc biệt mà Hiếu muốn gửi đến cho quý vị khán giả thân yêu chúng ta được biết cái nội dung của cái video này như sau. Thì trong cái video này Hiếu xin chia buồn cùng với gia đình của nghệ sĩ Chí Tài và cũng trong cái video này Hiếu mượn hai cái giọng hát rất là hay ở Thiền Am. Hai cái giọng hát rất là ngọt ngào và trầm ấm. Đó là hai giọng hát của hai thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên. Hiếu muốn mượn lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa đề là Hát cho người nằm xuống và phần trình bày của Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên để gửi đến cho anh Chí Tài. Nó cũng như là có một cái sự chia buồn đến cùng với gia đình của anh. Thật sự ngày hôm qua, ngày 9 tháng 12 năm 2020 là một ngày rất là đau buồn đối với những người hâm mộ danh hài tài ba này, không những trong nước mà còn ở ngoài nước thì có rất là nhiều quý vị khán giả đã bình luận và chia buồn cùng với gia đình của anh khi mà cái video của Hiếu đã thông báo cái thông tin là nghệ sĩ Chí Tài đã đột ngột qua đời. Với căn bệnh là đột quỵ thưa vị, thì nơi anh ra đi đó là tại nhà riêng, chung cư ở quận Phú Nhuận thưa vị, và những người ở đó phát hiện anh nằm xuống ngay tại chân cầu thang tầng thứ 7. Đó, đây là một cái thông tin rất là đau buồn, rất là tang thương đúng không ạ? Và trong cái video này Hiếu cũng muốn chia sẻ về cái tiểu sử của nghệ sĩ Chí Tài để cho quý vị được biết và hiểu rõ hơn về cái quá trình hoạt động nghệ thuật của anh như thế nào. Và bây giờ Hiếu mời quý vị cùng nghe Hiếu chia sẻ. Và sau đó là Hiếu sẽ cho quý vị nghe ca khúc Hát cho người nằm xuống qua phần trình bày của hai nghệ sĩ đa tài Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên. Hai người đang sinh sống và lưu trú ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, nơi mà nuôi dạy trẻ mồ côi được rất là nhiều quý vị khán giả yêu thương mến mộ trong nước cũng như là ngoài nước biết tới. Và sau đây Hiếu mời quý vị cùng nghe chia sẻ cái tiểu sử của nghệ sĩ Chí Tài nha quý vị. Nghệ sĩ Chí Tài qua đời ngày 9 tháng 12 năm 2020, để lại biết bao nhiêu là tiếc thương cũng như là biết bao nhiêu là giọt nước mắt gửi cho anh. Những năm 1976 đến năm 1977, Chí Tài tham gia hoạt động nghệ thuật tại địa phương ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là chơi đàn guitar. Thì năm 1981, Chí Tài sang Mỹ định cư theo diện gia đình bảo lãnh, thưa quý vị. Có ý định sẽ tạo dựng cuộc sống mới tại Mỹ bằng cách đi học tiếng Anh và vi tính và nghỉ tham gia nghệ thuật. Nó Tuy nhiên, Chí Tài vẫn giữ luôn 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 giữ cái niềm đam mê nghệ thuật của mình bất chấp sự phản đối của gia đình, và anh đã ghi danh đi học khóa dạy đàn, và cái lớp nhạc mà anh học ở gần nhà đó là jazz, thưa vị, đó là nhạc jazz. Đó, cha của anh bằng lòng dành một khoản tiền hưu, có nghĩa là tiền hưu trí đó quý vị, mua cho ông một cái dàn âm thanh điện tử nè, gồm trống đàn, nhạc cụ, để ông lập một cái nhóm nhạc trẻ. Từ đó, Chí Tài thành lập lên một cái ban nhạc gia đình có cái tên là Chí Tài Brother. Đó, với Chí Tài thì quý vị đã biết là có những cái thành viên ở trong cái nhóm nhạc đó như là Chí Thiện chơi keyboard nè, Quang Mỹ thì chơi bass, còn Phương Loan là ca sĩ chính, Kiều Linh thì chơi nhạc cụ là trumpet, Chí Thái thì chơi trống, còn Trịnh Nam Sơn là kèn và keyboard. Đó, nhân vật chính ở đây không ai khác đó chính là Chí Tài chơi guitar. Đó, anh là chuyên hát về nền thưa vị. Đó, thì bước đầu Chí Tài Brother nhận lời trình diễn ở các cái buổi tiệc như là cưới nè, những buổi tiệc sinh nhật, hoạt động cộng đồng. Thì con đường hoạt động nghệ thuật của ban nhạc của Chí Tài rất là thuận buồm xuôi gió, và họ đã gắn bó với trung tâm tiếng Anh Paris By Night từ cuốn 18. Thì riêng với cái sự cộng tác của Chí Tài và trung tâm Paris By Night ở cuốn 15 với vai trò là nhạc sĩ hòa âm, thưa quý vị, thì Chí Tài sau đó cũng được có mở là một cái phòng là
studio làm hòa âm cũng như là thu âm cho nhiều cái ca sĩ nổi tiếng hải ngoại, cũng như là những cái chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn nữa quý vị. Thì với cái nét hòa âm mới mẻ, sáng tạo và trẻ trung của Chí Tài đã thực sự mở ra một cái hướng hòa âm mới cho sinh hoạt nghệ thuật tại hải ngoại lúc bấy giờ. Và các cái soundtrack trong các cái vở kịch, hài kịch của Paris by Night đều do Chí Tài tự hòa âm và phối khí, thưa quý vị. Thì đến năm 1997, Chí Tài được dịp thử sức với Hoài Linh. Thì nhắc đến Hoài Linh thì quý vị cũng đã biết một cặp đôi rất là ăn ý với Chí Tài, đó, diễn tấu hài. Đó, thì trong cái thời điểm đó, khi mà Chí Tài kết hợp với Hoài Linh là do cái sự thiếu diễn viên hài, thưa quý vị, năm 1997, cho nên là cái vai diễn được sự tán thưởng và yêu mến ngoài cái mong đợi khi mà hai nghệ sĩ này kết hợp với nhau. Thì vào thời điểm đó là Chí Tài tách ra khỏi cái trung tâm Vân Sơn, hai cái bầu show ở Cali khác cũng đã gợi ý và kêu gọi Hoài Linh là kết hợp với Chí Tài. Khi mà nhìn thấy cái duyên trầm của anh Chí Tài thì có thể tung hứng cùng cái duyên bỏng của tôi, nên là đồng ý sự kết hợp này và đã nâng cánh cho cả hai. Hoài Linh cũng chia sẻ thêm những năm 1999 đến năm 2000, Chí Tài chuyển sang vai trò nghệ sĩ hài và nhanh chóng được khán giả yêu mến. Ông đặc biệt gắn bó với nhóm hài kịch của Thiên Nga và thường xuyên xuất hiện với vai trò là nghệ sĩ hài trong một loạt chương trình của Paris by Night cùng với những diễn viên như sau: Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Kiều Linh, Quyên Chi, Kiều Oanh, Lê Tính, Hoài Linh, Thúy Nga, Hoài Tâm, Việt Hương, Hương Thủy và bé Tí. So với các bạn diễn trên sân khấu, Chí Tài có phần trầm và ngày càng có xu hướng làm nền để các nghệ sĩ khác nổi bật hơn. Nhưng theo đánh giá của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, những cái nhân vật và các cái tình tiết trong cái vở kịch đều xoay quanh Chí Tài, bởi Chí Tài luôn nắm rất là chắc cái lời thoại, thưa quý vị. Chí Tài từng hoạt động và cộng tác với các cái trung tâm ban nhạc như Trung tâm Thúy Nga, Trung tâm Tâm Tình, Trung tâm Vân Sơn, và hiện nay là Chí Tài là trụ cột của một nhóm kịch Thúy Nga Paris by Night, đồng thời gắn bó với sân khấu kịch Nụ Cười Mới ở trong nước. Đó là những cái gì mà Hiếu chia sẻ về tiểu sử của nghệ sĩ tài ba, danh hài Chí Tài. Và sau đây Hiếu mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hát Cho Người Nằm Xuống qua phần thể hiện của hai giọng ca Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. À. Trong một
trong một ngày đã nhắc đến những sớm mai lửa đàn, những máu dương chập trùng, xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thanh khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong cái phần chia sẻ của Hiếu về tiểu sử của nghệ sĩ đa tài, đó là danh hài Chí Tài, thưa quý vị, và cũng như là cái phần trình diễn ca khúc Hát cho người nằm xuống để đưa tiễn anh Chí Tài về miền cực lạc qua phần thể hiện của hai giọng ca ngọt ngào ở Thiền Am, đó là thầy Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên. Và qua cái video này, Hiếu cũng muốn gửi lời của quý vị khán giả chia buồn sâu sắc đến với gia đình của danh hài Chí Tài, một lời chia buồn rất là chân thật và sâu sắc nhất. Thì video đến đây cũng đã dài, cho Hiếu xin được kết thúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Khi xem, Hiếu rất mong quý vị khán giả thân yêu chúng ta hãy đăng ký kênh, bấm chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất mà Hiếu tải lên à. Rất mong là quý vị luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Hiếu Phan ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Chúc quý vị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Và bây giờ Hiếu xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị trong nước cũng như là ngoài nước ạ.